Rồi em xin chào quý anh chị cô bác sáng hôm nay. Rồi thì hôm nay có đài quán trị nha anh chị. Quán trị ở Quảng Ngãi số rất nhiều. Không biết mấy cái tỉnh khó gần sâu không biết nha anh chị. Quán trị số rất nhiều. Rồi em sẽ đếm từ bên này qua nha, phía trái qua nha anh chị. Rồi quán trị này ngày 24 tháng 8 2023 nha anh chị. À, 24 tháng 8 nha anh chị. À, quán trị nha anh chị. Rồi không tốn nè. Rồi 14 nè, 23 nè, 41 nè, 56 nè, 17 nè, 26 nè, 35 nè. Rồi tiếp tục nhanh chạy 60 79, tóm tóm 97 05 rồi 44 rồi 59 63 72 81 90 95 86 rồi 77 68 54 49 92 05 51 tóm bòa 34 65 46 37 tóm 19 12 03 21 30. Rồi số như này là đài quân Bình nha anh chị. Quân Bình tuần ngày 24 tháng 8 luôn nha anh chị. Ngày 24 tháng 8 quân Bình nha anh chị. Không sao. 28 46 65 rồi 83 nha anh chị. Rồi rồi cũng như thiền lẽ số điện thoại của em và số tài khoản nha anh chị nào mua thì Zalo kết bạn nha em nha anh chị. Đó thì em chụp hình gửi số cho anh chị nha. Anh chị có nhiệm vụ bán tài khoản cho em nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nè. Số tài khoản Adibank nè. Anh chị nào mới vô lần đầu tiên thì đây số Adibank, ngân hàng Adibank 451-220-527-3226. Ở Viên Ngọc Tài 0968-634-712 nha anh chị. Viên Ngọc Tài nha anh chị. Rồi em bán trên quốc lộ 24B ở đầu 12 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó, gần cây xăng Tịnh Đông. Sơn Tịnh Đông, An Bình nha anh chị. Đó, gần ghế xanh đường và nhân ngoài đường. Anh chị nào đi ngon khu vực này thích số nào thì ở nhà mình xem thì ở đây mình lái nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác luôn nha. À, chúc anh chị cô bác may mắn nha anh chị. Đó. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã bỏ thời gian quý báu của mình xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị nha.